Tôi nể cô thật đấy. Ở giữa cái đống rác như thế này mà cô cũng ngủ được. Đúng là cả vợ cả chồng, vô phúc. Chồng, em không có tiền lẻ, anh cho cô ta mấy đồng đi. Úi giời ơi. Dậy, dậy ngay. Mấy giờ mà còn ngủ hả? Mẹ về rồi ạ. Đêm qua cháu nó sốt quá nên là... Tôi nể cô thật đấy. Ở giữa cái đống rác như thế này mà cô cũng ngủ được. Chả hiểu cô là cái loại gì nữa. Con xin lỗi mẹ. Để con đặt cháu vào trong ngủ rồi con ra dọn luôn ạ. Thôi khỏi. Cô vào trong đấy ngủ luôn đi cho tôi nhờ. Dâu nhà người ta đẻ hai ba đứa đích tôn liền một lúc chả làm sao. Vẫn xinh đẹp, khỏe mạnh, đảm đang kiếm ra tiền. Dâu nhà này thì vừa mới có một đứa đã tàn tạ như thế này. Thế còn trách làm sao mà con tôi nó không muốn về cái nhà này nữa. Thế không bế con vào ngủ đi còn ngồi đấy. Mệt, dâu với trẻ con. Anh về rồi à? Này, mẹ mắng hay sao đấy? Mặt ỉu xìu thế. Không có gì đâu. À, anh vào nhà tắm rửa đi, rồi ra ăn cơm. Tối nay anh không ăn cơm ở nhà đâu, anh phải đi tiếp khách. Hai mẹ con cứ ăn đi nhá. Anh lại tiếp khách nữa à? Một tuần rồi anh không ăn cơm ở nhà đâu đấy. Cũng chẳng biết thế nào cả. Nhà chứ có phải cái quán đâu. Thích thì đến, không thích thì đi. Đúng là cả vợ cả chồng, vô phúc. Mẹ, sao mẹ vào không gõ cửa ạ? Nhà của tôi thích vào thì vào, sao tôi phải gõ cửa? Bây giờ cô đi ra ngoài, mua cho tôi những thứ đã ghi trong này này. Tiền đây, mật khẩu là ngày sinh nhật của chồng cô đấy. Tiện thể mua luôn mấy bộ đồ mà mặc. Nhà tôi không nghèo đến mức độ để cô phải quấn giày rách lên người như này đâu. Nhưng mà con đang trông cháu á. Đưa đây để tôi bế. Đi ra thay quần cái áo tử tế vào mà đi. Chồng thì trông đẹp trai ngời ngời như thế, ăn mặc thì lôi thôi lộ thuộm. Con đi lúc rồi con về luôn ạ. Nhanh lên. Thích anh mua gì nào? Nhiều lắm. Quần áo này. À nhưng mà trước hết thì chúng ta phải đi ăn đã. Em thích ăn gì? Bò bít tết đi. Cho nó lãng mạn. Sau đó chúng ta sẽ làm một ly rượu vang. Đơn giản. Đi. Ok. Mắt mày mù à?
Tín gì? Mày lại muốn xin tiền chứ gì? Chồng, em không có tiền lẻ. Anh cho cô ta mấy đồng đi. Cho nó đi đi. Đứng đây nhìn gớm ghiếc quá. Ok. Không phải. Tôi không xin tiền. Tôi không phải là ăn xin. Người ăn xin chính là cô đấy. Cô đã ăn xin tình cảm của chồng tôi đấy. Mày. Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Cô làm loạn thế chưa đủ à? Anh nói tức em đấy à? Người còn tức đây là em chứ không phải là anh đâu. Anh bảo anh đi gặp đối tác. Đối tác là cô ta đấy à? Anh làm thế anh có thấy có lỗi với em không? Có lỗi với con mình không? Ừ đấy, làm sao? Cô xem lại bản thân mình đi. Người ngợm thì hôi hám, quần áo thì bẩn thỉu. Cô xem, cô có giống con người không? Cứ mỗi lần tôi về nhà là tôi chỉ muốn trị tim thôi. Anh cứ để đấy xem nào. Anh gửi nhà nội trợ xem anh có thơm được không? Có đẹp được không? Đừng lôi con ra để làm lý do. Cả thế giới này người ta cũng chửa đẻ, không phải mình cô đâu. Tôi chán ghét cái nhà này lắm rồi. Anh nó đồ khổ. Bỏ ra. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Tạm thời tôi sẽ không ở nhà này đâu. Anh Trọng. Không được cái thằng trời đánh ấy mà. Mày có giỏi thì đi luôn đi. Đây là viên uống giảm gãy rụng tóc Trick Hair và viên uống đẹp da sâm tố nữ UE Collagen. Viên uống đẹp da sâm tố nữ UE Collagen có tác dụng làm đẹp da, tăng cường sức khỏe. Viên uống giảm gãy rụng tóc Trick Hair giúp ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc, giúp cho tóc chắc khỏe, rất tốt cho bà mẹ sau sinh. Con nhớ dùng thường xuyên nhé. Cách đánh ghen thông minh nhất của phụ nữ là phải biết tự yêu thương chính bản thân mình. Những việc khác cứ để mẹ lo. Bác ơi, cháu đau ạ. Ngồi xuống đấy cho tôi.
cháu xin bác ạ. Gớm, gặp được cô thật là khó quá đấy. Cháu xin lỗi bác, nhưng cháu không làm gì cả. Cô cướp chồng của con dâu tôi, cướp bố của cháu gái tôi mà dám nói là không làm gì à? Bác ơi, cháu yêu anh Trọng thật lòng ạ. Cháu yêu anh ấy nhiều lắm ạ. Cháu xin bác, cháu không cần danh phận gì cả. Cháu chỉ cần bác đồng ý cho chúng cháu được ở bên nhau thôi ạ. Vậy à? Thế những thằng đàn ông ở trong này cũng là cô thật lòng hết nhỉ? Sao bác lại có những bức ảnh này chứ ạ? Tôi có tiền mà, việc gì mà tôi không làm được. Kể cả gửi những bức ảnh này đến từng nhà, gửi cho bố mẹ của cô, cho các đồng nghiệp của cô, tôi cũng làm được. Cháu xin bác ạ, cháu chốt dại ạ. Cháu xin lỗi bác. Bác đừng làm như thế. Bác làm như thế thì cháu chết mất ạ. Vậy ngay lập tức viết đơn xin nghỉ việc và buông tha cho thằng Trọng nhà tôi ra. Nếu cô còn dám làm phiền con dâu của tôi một lần nữa thì đừng có trách. Vâng ạ, cháu sẽ làm luôn ạ. Cháu xin lỗi bác. Cháu yêu anh Trọng chỉ vì tiền thôi, chứ cháu không có tình cảm gì đâu. Cháu xin phép bác ạ. Uổng công bấy lâu nay tôi tin tưởng cô. Cô đúng là loại đàn bà khốn nạn mà. Cút ngay ra khỏi đây cho tôi. Anh chịu về rồi đấy à? Anh về rồi. Anh hứa từ giờ sẽ không xa hai mẹ con nữa đâu. Vì anh ngu, anh đã không nhận ra sự sai lầm của mình. Anh biết mình sai rồi. Em cho anh cơ hội sửa sai nhé. Mẹ. Nó là con trai của mẹ, con cũng là con của mẹ. Nó sai thì mẹ không bênh đâu. Nên con muốn đánh, muốn phạt nó như thế nào cũng được. Thế thì từ giờ em phạt anh phải về nhà sớm hơn và dành nhiều thời gian chơi với con. Hơn nữa là còn phải thay em làm tất cả các việc trong nhà. Anh đồng ý không? Anh đồng ý. Con cảm ơn mẹ nhiều. Nhờ có mẹ tặng cho con hai sản phẩm sâm tố nữ Pue Collagen và thuốc màu tóc Rich Hair thì con mới trở lại xinh đẹp như này. Chứ không chắc là vẫn còn xấu lắm anh nhỉ.